Nhìn vào danh sách triệu tập của đội tuyển quốc gia Brazil chuẩn bị cho chiến dịch Copa America năm nay, dễ dàng có thể thấy Seleção đang sở hữu những cái tên chất lượng ở vị trí trung vệ. Đầu tiên phải kể đến sự trở lại rất đáng chú ý của trung vệ Éder Militão. Thi đấu vỏn vẹn 512 phút trong mùa giải vừa rồi trong 10 trận đấu tại La Liga và 3 trận đấu tại Champions League cho câu lạc bộ Real Madrid. Chấn thương dai dẳng đã khiến cho cả mùa giải của Éder Militão bị ngắt quãng, khiến cho người ta đặt dấu hỏi về phong độ của trung vệ này. Tuy nhiên, huấn luyện viên Dorival Júnior vẫn triệu tập cầu thủ này lên tuyển Brazil tham dự Copa America 2024. Điều này đã thể hiện một trong những chỗ đứng của cầu thủ này trong đội hình của Seleção. Lần gần nhất Militão ra sân thi đấu là trận bán kết và chung kết Champions League gặp Bayern Munich và Borussia Dortmund. Tuy nhiên, anh chỉ vào sân từ băng ghế dự bị trong những phút cuối cùng của trận đấu. Dẫu vậy, chức vô địch C1 lần thứ 15 vẫn gọi tên đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cùng niềm vui của Militão và các đồng đội. Chấn thương đứt dây chằng chéo trước trong chiến thắng 2-0 trước Bilbao hồi khai mạc mùa giải 2023-2024 hầu như không ảnh hưởng nhiều tới phong độ của Militão, khi mà anh đã trở lại bắt đầu trận đấu thứ hai liên tiếp với Alavés và là trận thứ 3 trong 4 trận gần nhất. Anh là cầu thủ giành được nhiều pha tranh chấp trên không nhất và nhiều pha cứu thua nhất. Anh chơi 72 phút, bị va chạm vào đầu gối, nhưng anh đã trấn an sau trận đấu. Màn trình diễn này khẳng định phong độ cải thiện của anh 18 ngày trước trận chung kết Champions League tại Wembley. Militão là mẫu cầu thủ với phong cách chơi linh hoạt và đa năng. Anh có thể đá ở vị trí trung vệ cũng như hậu vệ phải và thậm chí là tiền vệ phòng ngự. Với thể chất mạnh mẽ, tốc độ và khả năng ứng phó tốt, Militão là một trong những cầu thủ đa năng mà huấn luyện viên có thể tin cậy ở nhiều vị trí khác nhau trên sân. Militão được đánh giá cao về khả năng tiếp ứng đồng đội và sự quyết đoán trong phòng ngự. Anh cũng có thể tham gia vào các tình huống tấn công và đóng góp vào việc xây dựng từ phía sau. Phong cách chơi của anh là sự kết hợp giữa sức mạnh, sự nhanh nhẹn và kỹ thuật cá nhân. Quay trở lại, thật khó có thể lấy lý do chấn thương để không chọn Militão trong đội hình Brazil tham dự Copa America 2024 bởi sự trở lại đầy mạnh mẽ của anh. Hơn thế nữa, với những cái tên đang hiện diện trên tuyển, có lẽ thiếu Militão như thiếu đi một mảnh ghép cho lối chơi đầy bản sắc của Seleção, khi mà bên cạnh đó là một Marquinhos đã 30 tuổi hay các cầu thủ trẻ vẫn còn quá non nớt như Berardo. Kể đến, Gabriel Magalhães đã có một mùa giải 2023-2024 ấn tượng để khẳng định mình là một trong những trung vệ hàng đầu của Premier League. Với sự kết hợp giữa thể hình lý tưởng, kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng đọc tình huống xuất sắc, Gabriel đã đóng vai trò then chốt trong hàng phòng ngự của Arsenal, giúp pháo thủ duy trì một phong độ ổn định và cạnh tranh mạnh mẽ tại Premier League cũng như Champions League. Trong xuyên suốt mùa giải vừa qua, Gabriel đã thể hiện sự ổn định và khả năng lãnh đạo hàng thủ. Cầu thủ người Brazil không chỉ mạnh mẽ trong các pha tranh chấp bóng bổng mà còn rất nhanh nhẹn trong việc ngăn chặn các pha tấn công của đối phương. Sự phối hợp ăn ý với các đồng đội như William Saliba và Benjamin White đã tạo nên một bộ ba phòng ngự vững chắc, giúp Arsenal giữ sạch lưới trong nhiều trận đấu quan trọng. Gabriel cũng chứng tỏ mình là một trung vệ hiện đại với khả năng tham gia tấn công hiệu quả. Anh thường xuyên lên tham gia các pha bóng cố định và đã ghi được một số bàn thắng quan trọng từ các tình huống đá phạt góc và đá phạt trực tiếp. Khả năng chơi bóng bằng chân tốt của Gabriel cũng giúp Arsenal xây dựng lối chơi từ hàng thủ với những đường truyền dài chính xác, khởi đầu cho các đợt tấn công nhanh. Một trong những điểm mạnh của Gabriel là khả năng đọc trận đấu và đưa ra quyết định nhanh chóng. Trung vệ 26 tuổi luôn giữ được sự điềm tĩnh trong những tình huống nguy hiểm và biết cách chọn vị trí tốt để ngăn chặn các đường tấn công của đối phương. Điều này không chỉ giúp anh giảm thiểu các pha phạm lỗi không cần thiết mà còn tạo sự an tâm cho các đồng đội xung quanh. Với những màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải vừa qua, Gabriel không chỉ giúp đội bóng đạt được những kết quả tốt mà còn chứng minh bản thân là một trong những trung vệ xuất sắc nhất. Trong đội hình Brazil luôn có sự cạnh tranh khốc liệt cho vị trí trung vệ với những cái tên như Marquinhos hay Éder Militão. Tuy nhiên, Gabriel đang ở đỉnh cao phong độ với tuổi trẻ và sự nhiệt huyết. Trung vệ 26 tuổi sẽ mang đến một sự lựa chọn tươi mới và đầy năng lượng cho hàng thủ Brazil. Với đẳng cấp đã được chứng minh, Gabriel hoàn toàn có thể sẽ được huấn luyện viên Dorival Júnior trao suất đá chính trong đội hình Brazil, qua đó đóng góp quan trọng vào tham vọng vô địch Copa America 2024 của đội bóng. Mặc dù sở hữu nhiều cái tên đình đám tại hàng thủ, nhưng trong trận giao hữu gần nhất với đội tuyển Mỹ, huấn luyện viên Dorival Júnior lại quyết định sử dụng cặp trung vệ của Paris Saint-Germain, Berardo và Marquinhos. Lucas Berardo vừa có một mùa giải thành công về mặt cá nhân khi cùng đội bóng nước Pháp đăng quang tại Ligue 1 lần thứ 3 liên tiếp. Trong giai đoạn đầu mùa, nhiều fan hâm mộ PSG còn hoài nghi về khả năng thích nghi và tỏa sáng của cầu thủ trẻ này trong môi trường đầy cạnh tranh tại lục địa già. Tuy vậy, cựu trung vệ của Sao Paulo đã nhanh chóng làm quen với nhịp chơi bóng tại câu lạc bộ mới và chiếm được lòng tin của huấn luyện viên Luis Enrique. Berardo có tổng cộng 24 lần ra sân trên mọi đấu trường cho PSG mùa bóng vừa rồi, có cho riêng mình 2 bàn thắng và những màn trình diễn tương đối ổn định. Chính phong độ cao trong màu áo câu lạc bộ đã giúp Berardo được huấn luyện viên Dorival Júnior triệu tập lên đội tuyển Brazil tham dự Copa America 2024. Khả năng đọc tình huống xuất sắc cùng với sự điềm tĩnh trong những pha xử lý bóng chính là điểm mạnh của trung vệ sinh năm 2003. Berardo không chỉ xuất sắc trong việc ngăn chặn những pha tấn công của đối thủ mà còn tỏ ra vô cùng hiệu quả trong việc tham gia khâu phát triển bóng từ tuyến dưới.
Những đường chuyền dài chính xác hay những pha đi bóng bất ngờ từ phần sân nhà của cầu thủ này đã nhiều lần mở ra cơ hội tấn công cho đội nhà, tạo nên nhiều sự bất ngờ cho hàng thủ đối phương. Trong bối cảnh huấn luyện viên Dorival Júnior đang muốn xây dựng một lối chơi luân chuyển bóng liên tục tại đội tuyển Brazil, việc sở hữu một trung vệ thuận chân trái như Berardo có thể sẽ giúp việc triển khai bóng lên tuyến trên cũng như ra hành lang cánh trái trở nên mượt mà và có thể tạo ra cho đội bóng xứ Samba nhiều mảng miếng tấn công ấn tượng. Đồng đội của Lucas Berardo tại PSG, trung vệ kỳ cựu Marquinhos, chắc chắn cũng sẽ là một cầu thủ hoàn toàn có thể cạnh tranh cho suất đá chính ở một trong hai vị trí trung vệ của tuyển Brazil. Ở mùa giải vừa qua, Marquinhos vẫn là trụ cột không thể thay thế trong đội hình PSG. Thế nhưng khi bước sang độ tuổi 30, Marquinhos cũng đã phần nào cho thấy những hạn chế về tuổi tác đã bắt đầu ảnh hưởng đến phong độ cũng như khả năng xử lý của anh. Việc mất đi đồng đội Sergio Ramos cũng phần nào ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của Marquinhos. Bộ đôi kỳ cựu này đã chơi với nhau 49 trận trong mùa giải 2022-2023, đạt tỷ lệ thắng 70% sau 3.628 phút thi đấu. Đội phó Kimpembe với 159 trận đá cọc cùng Marquinhos thậm chí còn không thể hiện diện ở bất cứ một trận đấu nào ở mùa giải này. Trung vệ người Pháp vẫn đang phải ngồi ngoài sau chấn thương đứt gân gót Asin gặp phải từ hồi tháng 2 năm 2023. Những Milan Skriniar hay Berardo liên tục trở thành những lựa chọn xoay vòng bên cạnh Marquinhos ở mùa giải vừa qua. Điều này khiến cho sự ổn định nơi bộ đôi trung vệ của Paris Saint-Germain luôn là một dấu hỏi. Việc phải thi đấu bên cạnh nhiều mẫu trung vệ khác nhau với những tố chất khác nhau cũng sẽ làm ảnh hưởng đến sự thích nghi của Marquinhos. Tuy nhiên, anh vẫn là một trung vệ với đẳng cấp đã được thể hiện qua hơn một thập kỷ chinh chiến ở môi trường đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu. Và chắc chắn với sự kinh nghiệm của mình, anh vẫn sẽ là một trung vệ có giá trị to lớn trong một giải đấu như Euro. Bremer, cầu thủ hiện đang chơi trong mùa Á của Juventus, đã chứng tỏ được khả năng của mình trong môi trường khắc nghiệt của Serie A. Với phong độ ổn định và sự chắc chắn trong các tình huống phòng ngự, trung vệ của Bà Đầm Già thành Turin không chỉ có khả năng tranh chấp tốt mà còn có tư duy phán đoán tình huống xuất sắc. Anh có khả năng đọc trận đấu, cắt bóng và thực hiện những pha tắc bóng chính xác. Điều này giúp anh trở thành một trong những trung vệ đáng tin cậy nhất ở đội bóng thành Turin. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Bremer có thể mang lại sự ổn định cho hàng phòng ngự Brazil, đặc biệt là khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh tại Copa America. Danilo cũng là một trường hợp đáng chú ý khi anh có khả năng chơi ở nhiều vị trí khác nhau trên sân. Mặc dù được triệu tập vào đội tuyển với vai trò một hậu vệ cánh phải, nhưng tại Juventus, tuyển thủ Seleção thường được sử dụng ở vị trí trung vệ lệch phải. Sự đa năng của Danilo mang lại cho các huấn luyện viên nhiều sự lựa chọn chiến thuật hơn. Cầu thủ này không chỉ có kỹ năng phòng ngự chắc chắn mà còn luôn sẵn sàng trong việc tham gia tấn công, hỗ trợ đồng đội và thậm chí là ghi bàn. Khả năng chuyền bóng và tạo cơ hội từ tuyến dưới của Danilo là một lợi thế lớn, giúp đội tuyển Brazil có thêm sự linh hoạt trong lối chơi. Sự hiện diện của Bremer và Danilo tạo nên một cuộc cạnh tranh khốc liệt cho vị trí trung vệ của đội tuyển Brazil. Không chỉ là vấn đề ai đá chính, mà còn là cách huấn luyện viên sử dụng họ để tối ưu hóa chiến thuật của đội bóng. Bremer mang lại sự ổn định và chắc chắn, trong khi đó Danilo cung cấp sự linh hoạt và đa năng. Do đó, huấn luyện viên Dorival Júnior có thể luân phiên sử dụng bộ đôi này với những sơ đồ chiến thuật và thế trận khác nhau.